Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một vườn quất để tiến hành bón thúc cho cây quất giai đoạn nuôi hoa, nuôi quả các bạn nhé. Hiện giờ là đang tháng 5 âm lịch, thì người trồng quất quê mình sẽ tiến hành bón thúc để cho nó đủ chất dinh dưỡng để nuôi cái lớp quả và lớp hoa để vào Tết thì các bạn. Ba trăm cây thì anh bón bao nhiêu kg yến á? Bón dừa anh nhỉ? 1 cân 3 cây. 1 cân này 3 cây có nhiều không nhỉ? Gì cứ 3 cây để trích thôi nhỉ? Một lạng 3 cây anh. Yến 300 cây mà mình tính lại để 300. Đây cứ 300 cây này là một yến thì mỗi một nặng là 3 cây. Thần ngô đỗ hay là đỗ không anh? Đây là thành phần ngô đỗ và phân âm thao cứ 50-50. Ví dụ như là 5 cân đỗ thì là kết hợp với 5 cân ngô và 5 cân nân các bạn ạ. Khi rắc như này xong thì người trồng quất của mình sẽ tiến hành tưới bằng vòi hoa sen cho nó ẩm bề mặt thôi để đỡ trôi cái lớp phân này, bởi cái quất ở trên chùm vỏ chậu như này thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái lượng đất trộn ở cái chậu này, nó không đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng như là trồng dưới nền đất, chính vậy mà phải chăm bón thường xuyên và chia làm rất nhiều lần. Với 300 chậu như này thì sẽ hết khoảng một yến đó, hỗn hợp ngô đỗ và trộn với nân âm thao, tức là lân không các bạn ạ. Bởi vì cái lớp này bánh tẻ thì nó lại lên lớp lộc và lớp hoa tiếp. Đây các bạn thấy đây, nhìn cây ở trên chùm mà nó phát triển như là trồng ở dưới đất, rất nhiều hoa và lọc lọc. Đây các bạn thấy đây, vừa nuôi quả lon, có rất nhiều lớp quả khác nhau, vẫn tên hoa. Và kinh nghiệm người trồng quất quê mình là nó đều đạt như cái hạt đỗ tương thì sẽ tiếp tục bón một lần nữa, lại với liều lượng như đợt này. Đây khi quả quất cứ to như này thì sẽ tiến hành bón một đợt nữa các bạn ạ. Như này thì vào khoảng tầm trung tuần tháng 6 âm lịch thì nó sẽ đều quả đạt như này. Và cái việc bón này thì không phải là theo định kỳ các bạn ạ. Nó phụ thuộc vào cái quá trình sinh trưởng phát triển cây quất, mà chỉ có những người làm kinh nghiệm lâu năm thì các bác các chú mới nhận định được. Mình chỉ biết chia sẻ với quý vị các bạn thôi. Và còn một đợt cố định nữa, đó là cây quất trước khi vào nước. Có thể nó sẽ to gấp đôi như này các bạn ạ. Đấy thì chuẩn bị vào nước thì sẽ bón một đợt như này nữa, cũng thành phần hỗn hợp. Và nếu mà một số các bác thì sẽ bón đỗ không trộn mấy lần. Đây là thời kỳ bón thúc để nuôi lọc, nuôi hoa và nuôi quả. Bây giờ quê các bạn có cách nào chăm sóc cây quất này tốt và cho cái mẫu mã quả quất đẹp thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới với các bạn nhé. Xin chào.
xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Xin chào.